Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin 24 giờ mang đến cho quý vị những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị khán giả, lũ quét đổ bộ Tây Bắc Trung Quốc làm ít nhất 15 người không qua khỏi và 20 người mất tích. Trận lũ quét ở huyện Đại Đồng, thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc xảy ra vào sáng sớm ngày 18 tháng 7. Văn phòng khẩn cấp của tỉnh cho biết đã ban hành báo động cấp độ 2 về thảm họa, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp, với cấp độ 1 là cấp độ nghiêm trọng nhất. Hơn 5.100 người từ 5 ngôi làng ở 2 thị trấn đã bị ảnh hưởng, theo thông báo chính quyền địa phương trên Weibo. South China Morning Post cho hay, chính quyền địa phương đã thành lập một sở chỉ huy tiền phương và huy động hơn 1.000 cảnh sát, nhân viên an ninh công cộng, nhân viên ứng cứu khẩn cấp, nhân viên y tế và cán bộ nông thôn cùng hơn 100 phương tiện để cứu hộ, cứu trợ. Cho đến nay, 17 người đã được cứu và các hoạt động cứu hộ đang tiếp tục. Đài truyền hình CCTV đưa tin, một tuyên bố của Văn phòng Cứu trợ Thảm họa Tây Ninh cho hay, khu vực này đã bị ảnh hưởng bởi trận mưa xối xả bắt đầu từ ngày 17 tháng 7, theo dự báo thời tiết của Cục Khí tượng Quốc gia. Trong một giờ vào khoảng nửa đêm ngày 17 tháng 7, lượng mưa trút xuống là 62,4mm. Một sinh viên đại học sống cách vùng lũ 27km nói rằng thời tiết khắc nghiệt thật đáng sợ. Mưa lớn kèm sấm chớp ập đến lúc nửa đêm, nước tràn vào nhà qua các khe cửa đóng kín. Một người dùng Weibo họ Phan sống gần núi hơn kể về trải nghiệm của mình. Sau khi nhà bị ngập vào nửa đêm, Phan và gia đình đã chạy lên đồi. Đến 1 giờ sáng thì nhìn thấy nước lũ tràn xuống đồi. Huyện Đại Đồng nằm trong thung lũng sông ở rìa phía tây của cao nguyên Hoàng Thổ. Dưới lượng mưa cực lớn như vậy, lớp đất mặt có thể dễ dàng bong ra và gây lũ quét. Blogger thời tiết và địa lý nổi tiếng có hơn 550.000 người theo dõi trên Weibo cho biết, tuần trước tỉnh Thanh Hải ghi nhận lượng mưa lớn nhất kể từ đầu mùa lũ năm nay và mùa lũ và kỷ lục lượng mưa đã phá vỡ ở nhiều nơi trong tỉnh. Ngày 16 tháng 7, cơ quan khí tượng địa phương đã đưa ra cảnh báo lượng mưa lớn dự kiến sẽ làm trầm trọng thêm cơn đại hồng thủy từ những ngày trước đó. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, lượng mưa cực lớn liên tục ở Thanh Hải, đó là đối áp cao cận nhiệt đới mạnh gần đây gây ra. Những đợt nắng nóng trên diện rộng và hạn hán đã ập đến miền Nam Trung Quốc trong những tuần gần đây, gây ra tình trạng thiếu điện và gián đoạn sản xuất. Thưa quý vị, tờ South Morning China Post đưa tin, ít nhất 6 người thiệt mạng và 115.000 người sơ tán sau nhiều ngày mưa to, dẫn đến lũ và lở đất ở tỉnh Sơn Tây Trung Quốc. Văn hóa xã ngày 20 tháng 7 dẫn lời giới chức Sơn Tây cho hay, một đợt mưa lũ mới đã gây ra ảnh hưởng cho 1,5 triệu người từ 65 quận huyện và thành phố toàn tỉnh. Khoảng 170.000 hecta hoa màu bị thiệt hại và hơn 15.000 ngôi nhà bị sập. Kể từ đầu tháng này, lượng mưa ở Sơn Tây nhiều hơn lượng mưa bình thường tới 5 lần, dẫn tới nhiều con đập, tuyến đường sắt và địa điểm lịch sử trong tỉnh bị phá hủy. Giới chức tỉnh Sơn Tây đã dành 40 triệu nhân dân tệ, hơn 140,8 tỷ đồng để hỗ trợ công tác kiểm soát và cứu trợ. Tại Sơn Tây, các đoạn hạ lưu của sông Phần đã trải qua đỉnh lũ lớn nhất trong 40 năm do mưa lớn liên tục. Vỡ đê sông Phần, đoạn gần làng Kiều Đông, huyện Tân Cương xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày 17 tháng 7. Chiều dài đoạn vỡ lên tới 23 mét, 15 máy múc quy mô lớn và hơn 300 người nỗ lực vá đê bằng đá và gạch. Tuy nhiên, đến 9 giờ sáng ngày 18 tháng 7, lũ thủng vẫn chưa được vá. Hơn 1.650 cư dân gần đó được sơ tán an toàn. Mưa lũ cũng đã gây ảnh hưởng ở tỉnh láng giềng Thiểm Tây, buộc hơn 16.000 người phải bỏ nhà ra đi khi một con đập trong tỉnh đã bị vỡ. Ngày 16 tháng 7, tỉnh Sơn Tây đã ban hành biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 để kiểm soát lũ lụt sau khi có thương vong trong vụ sập nhà và sạt lở đất do mưa lớn gây ra. Hơn 17.000 dân ở Sơn Tây đã được rời đi sau khi mưa lớn đổ bộ vào tỉnh trong những ngày qua. Mưa lớn ở Sơn Tây kéo dài từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 7 và dự báo sẽ còn tiếp diễn trong ngày 19 tháng 7. Với lượng mưa ở nhiều nơi trong tỉnh vượt trên 150mm, thậm chí 250mm, mức cao lịch sử. Hơn 17.000 người dân ở Sơn Tây đã được di rời sau khi mưa lớn đổ bộ vào tỉnh trong những ngày qua. Mưa lớn ở Sơn Tây kéo dài từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 7 và dự báo sẽ còn tiếp diễn trong những ngày 19 tháng 7. Với lượng mưa ở nhiều nơi trong tỉnh vượt trên 150mm, thậm chí là 250mm, mức cao lịch sử. Mưa làm ngập lụt nhà cửa, phá hủy các trụ đỡ bên dưới một tuyến đường sắt băng qua sông Trường Viên. Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đường sắt treo lơ lửng trên không mà không có trụ cầu,
Cục Khí tượng Sơn Đông cho biết, tại các khu vực thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc dự báo sẽ có những trận mưa như chút nước vào ngày 18 và ngày 19 tháng 7. Chính quyền tỉnh Sơn Đông đã ban hành hướng dẫn kiểm soát lũ lụt và kêu gọi nâng cấp toàn bộ các dự án thủy lợi để tăng cường khả năng kiểm soát lũ lụt. Đặc biệt, tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra phòng thủ các bộ phận trọng yếu để đảm bảo an toàn vận hành trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả giám sát 24/24 giờ. Các khu vực khác cũng phải đối mặt với áp lực lớn do lũ lụt gây ra tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Vào lúc 11 giờ sáng ngày 17 tháng 7, đập Tam Hiệp trên sông Hoàng Hà, đập Môn Hiệp trên sông Hoàng Hà đã trải qua trận lụt lớn nhất kể từ năm 1979, với lưu lượng nước chảy vào lên tới 8.000 mét khối trên giây và lượng nước chảy ra lên đến 7.700 mét khối trên giây, theo tờ Hà Nam Nhật Báo. Từ ngày 12 tháng 7, hồ chứa đập thủy điện Tiểu Lãng ở trên sông Hoàng Hà chạm mức nước cao lịch sử 265,20 mét và bắt đầu xả lũ với tốc độ 3.900 mét khối trên giây để đảm bảo kiểm soát lũ lụt. Vào ngày 15 tháng 7, dòng giữa của sông Hoàng Hà đã trải qua đỉnh lũ số 3 trong năm nay với lưu lượng nước tối đa đạt 7.100 mét khối trên giây. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, Bộ Thủy lợi nước đã cử 5 đội công tác đến tuyến đầu các khu vực bị ảnh hưởng ở các tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, Sơn Tây, Bắc Trung Quốc, Hà Nam Trung Quốc và Sơn Đông, Đông Trung Quốc để giám sát các hoạt động kiểm soát lũ. Trung Quốc đã phải hứng chịu những thảm họa thiên nhiên phức tạp và nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra các hiện tượng thời tiết khí hậu cực đoan trong hai quý đầu năm nay với lũ lụt, mưa gió hạn hán, bão và động đất, và thảm họa địa chất là những thảm họa lớn. Theo Hoàn Cầu Thời báo, tổng cộng có 70,52 triệu người bị ảnh hưởng, trong đó có 672 người chết hoặc mất tích ở Trung Quốc. Trong 7 tháng đầu năm, 30 trận mưa lớn đã xảy ra trên khắp Trung Quốc với lượng mưa trên toàn quốc là 495 mm, nhiều hơn 3% so với lượng mưa trung bình hàng năm. Trong cùng thời kỳ, bão đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở các tỉnh Hà Nam, Hồ Bắc ở miền Trung và Thiểm Tây ở phía Tây Bắc Trung Quốc vào tháng 6 và tháng 7. Mặc dù đã có 5 cơn bão thịnh hành ở Tây Bắc, Thái Bình Dương và Biển Đông trong 7 tháng đầu năm, ít hơn trung bình hàng năm rất nhiều, song hiện tại đã có một trận bão đổ bộ vào Trung Quốc. Bên cạnh đó, động đất hoạt động mạnh ở Trung Quốc thời gian vừa qua và hầu hết các trận động đất đều xảy ra ở địa phương phía Tây như Tân Cương, Tây Tạng, Thanh Hải, Vân Nam và Tứ Xuyên. Gần 7 tháng đầu năm, nơi này đã xảy ra 10 trận động đất từ 50 độ Richter trở lên, khiến 400 người tại 12 tỉnh thành bị ảnh hưởng, trong đó có 6 người chết, 45.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng. Các thảm họa thiên nhiên đã ảnh hưởng đến 79 triệu người, khiến 500 người chết hoặc mất tích, 4 triệu người đã phải di rời. Bên cạnh đó, 125.000 ngôi nhà bị sập và 1,5 triệu ngôi nhà bị hư hại, khoảng 7.983 hecta hoa màu bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp từ thảm họa này là 244,4 tỷ nhân dân tệ, 30,37 tỷ USD. So với số liệu bình quân cùng kỳ 5 năm qua, số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, số người chết và mất tích, số nhà bị sập, thiệt hại trực tiếp về kinh tế giảm dần. Trung Quốc tiếp tục phải ngừng khai thác than tại các mỏ và các nhà máy hóa chất ở các tỉnh sản xuất than hàng đầu của nước này. Sau một tuần mưa lớn tàn phá khu vực này, tỉnh Sơn Tây đã đình chỉ sản xuất than tại 45 mỏ than, 273 mỏ than khai thác khoáng sản khác và 11 nhà máy hóa chất. Chính quyền tỉnh cho biết trong một tuyên bố trên tài khoản WeChat hôm 19 tháng 7, mưa lớn từ đầu tuần đã dẫn đến sập và lở đất ở nhiều khu vực trong tỉnh, khiến nhiều người thiệt mạng. Thông báo của chính quyền địa phương cho biết, thảm họa này đã khiến công việc tại hơn 1.000 công trường bị tạm dừng và 166 danh lam thắng cảnh trong khu vực bị đóng cửa. Trước đó, vào ngày 14 tháng 7, tỉnh này đã thông báo dừng sản xuất tại 23 mỏ than. Việc ngừng hoạt động sản xuất than ở Sơn Tây tạo thêm áp lực mới cho quốc gia, vốn đang vật lộn với tình trạng thiếu năng lượng dẫn đến mất điện tại nhiều nhà máy và hộ gia đình Trung Quốc. Tuần trước, chính phủ Trung Quốc yêu cầu các mỏ khai thác tăng sản lượng, cho phép họ tiếp tục khai thác ngay cả khi đã đạt hạn ngạch hàng năm. Sơn Tây là tỉnh sản xuất than lớn, rất quan trọng đối với nguồn cung cấp than của Trung Quốc. Do vậy, lũ lụt có thể ảnh hưởng đến hạn nguồn cung cấp điện và than của Trung Quốc. Nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than dự kiến sau khi hoàn thành sẽ trở thành nhà máy thủy điện lớn thứ hai thế giới về tổng công suất lắp đặt, chỉ đứng sau dự án đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Kể từ khi bắt đầu xây dựng đập Bạch Hạc Than vào năm 2017, dự án đã phải vượt qua những thử thách kỹ thuật cực kỳ khó khăn.
phá vỡ một số kỷ lục thế giới, bao gồm hang ngầm lớn nhất, thông số chống địa chấn lớn nhất của đập cao 300m và đập tràn lớn nhất. Nhà máy thủy điện nằm ở biên giới tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam có tổng công suất lắp đặt là 16 triệu kW cho 16 tổ máy phát điện, tạo ra công suất mỗi tổ máy là 1 triệu kW. Đây là công suất lớn nhất thế giới đối với một tổ máy. Mỗi tổ máy phát điện cao hơn 50m, trọng lượng hơn 8.000 tấn, tương đương với trọng lượng của một tàu khu trục và hiệu suất lên tới 99%. Để chứa 16 tổ máy phát điện khổng lồ, hai siêu trạm điện dài 438m và cao 88,7m đã được xây dựng dưới những ngọn núi ở hai bên của con đập, biến chúng thành nhà máy điện ngầm lớn nhất trên thế giới. Tổng chiều dài của các đường hầm để phát điện và kiểm soát lũ lụt là 217 km, tương đương khoảng cách từ Thượng Hải đến Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Để xây căn hầm dưới lòng đất, người ta đã đào tới 25 triệu m3, đủ để xây 10 kim tự tháp Ai Cập. Việc xây dựng một con đập trong thung lũng hẹp hình chữ V của sông Kim Sa có giới hạn về không gian và phải đối mặt với các điều kiện địa chất cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên, quá trình xây dựng thành phố ngầm này chỉ mất khoảng 4 năm để hoàn thành. Việc xây dựng đập Bạch Hạc Than cũng đòi hỏi sự đổi mới đáng kể trong thiết bị kỹ thuật thủy điện và kỹ thuật xây dựng của Trung Quốc. Trong các khoang ngầm ở tàng ngạn của Bạch Hạc Than có 3 đường hầm đập tràn được mô tả là những tuyệt tác kỹ thuật và nghệ thuật. Mỗi hầm vượt lũ dài hơn 2.000m, diện tích tràn hơn 200.000 m2, chúng có thể chịu được lưu lượng lớn hơn 12.000 m3/giây và tốc độ dòng chảy cao 47 m3/giây, có thể lấp đầy toàn bộ Hồ Tây, diện tích 650 ha, sâu trung bình 3m chỉ trong 18 phút. Diện tích kiểm soát lũ lụt của đập là 7.5 tỷ m3. Sau khi hoàn thành đập Hạc Than, tiêu chuẩn kiểm soát lũ lụt của các thành phố dọc theo sông Dương Tử sẽ được cải thiện hơn nữa. Để giảm lũ lụt hiệu quả, trung và hạ lưu sông Dương Tử trong hoạt động chung của đập Tam Hiệp. Ngoài ra, đập thủy điện lớn thứ hai thế giới còn được gắn hàng nghìn cảm biến, có thể đo nhiệt độ, biến dạng, ứng suất và các thông tin quan trọng khác. Thông tin này được thu thập và truyền theo thời gian thực tới nền tảng quản lý xây dựng thông minh của trạm thủy điện cho đến điều kiện chính xác theo thời gian. Các thông số khác nhau của dự án biến Bạch Hạc Than trở thành đập thông minh nhất thế giới. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Mọi thông tin đóng góp xin để lại phần bình luận. Nếu thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, share và nhấn chuông để đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi của chúng tôi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.